đây chủ đề với nhà rất sợ còn lại từ tối là từ chủ đỏ thôi chị đánh đây còn đây là kiểu tự chụp bằng máy để tự chụp trong nhà nó vẫn không set up đèn nó thì nó sẽ được như này nha sợ đây đèn lên nó nhạt đấy thì chị cứ đánh thôi đánh đây. Tại em sợ lắm nhỡ tí nữa chụp không lên rồi lại nhạt toẹt mặt là trực tiếp đây đẹp mà chị cứ đánh đỏ rồi em cũng không thể đỏ nâu đó cho tay không thể tài đây chào anh. Mở máy lên cho em nhá. Nhìn nè, em đây là nhà đấy. À, chào anh bác nha. Đây là em muốn chụp. Đây em làm gì đâu? Bộ mới rồi em chụp ở đây nhá. Là nó sẽ bị nhạt như con này đấy. Đây là em, đây là một đứa đó. Nếu mà chị mà đánh xong nhạt không là nó sẽ bị mờ nhạt như này luôn đấy. Thì đánh màu đậm như này nhá. Không có ai tên Hoa là nó nhạt như con này đấy. Đánh lên màu này nhá. Vâng. Cái bạn gì mà tóc màu xanh? Không có. Không có tóc xám. Hello cả nhà. 87 cái xem. Mọi người lên nhiều đi để Trang hát cho mọi người nghe. Là sẽ bị nhạc của con kia. Nhạc là nhạc nhẽ. Mê gì nào anh? Vâng em biết rồi. Sao không chứ chị Mách cho chị ạ? Chị Mách chị ở đâu đấy? Đi quay à? Chắc đi quay đấy. Hôm đấy em bận không nghe nó đi. Cảm ơn chị yêu nha. Ô bia của em là màu tím. Kiểu nghĩa là lô hả? Tí chị pha đậm đậm đỏ thân thẳng bên trong. Ô chị cứ đánh không môi em. Chị có khuyên nào nhẹ nhàng hơn không? Chị
dày. Hello, Phạm Văn Thị Yến. Không, nó bị gì đấy. Nó tay. Chị xin một ít thôi. Ô, có hôm em đi make up không quên kể cho mày. Ừ, em ấy. Tí chị nhớ trước đi rồi em. Một đứa thích thử nghe thêm, một đứa thích thích kiểu ăn thịt gà. Kiểu hiện đại 2018. Thật ra là cái cổ xưa và cái hiện đại mỗi cái đều có một cái giá trị nó khác nhau đấy. Không, đây không phải ngày xưa, đây cũng không phải kiểu ngày xưa, đây là kiểu bánh bèo. Nghe nói thôi, kể cả ra là mất cho cái năm nào thì nó cũng có giá trị mà. Đây cũng 2018 rồi mà, nhưng mà nó là bánh bèo. Ở đây đi nào mà. Đi ở xưa kể là bánh bèo. Tại mặt chị hợp hơn. Chị manh này thì già chứ. Nhờ. Giữ giữ. Biết cái mặt mình nó hợp với cái tông nào thì mình đánh theo cái tông đấy nói hơn, ổn hơn. Cái này nó đẹp thật. Nó chỉnh màu sáng lên thôi. Nhỏ quay livestream bao giờ nó nghĩ xấu hơn là sao vậy? Không chả xấu hơn đâu. Không xấu hơn đâu. Em livestream em thấy em xinh hơn là quay là nát. Mình livestream mình cảm thấy xấu hơn ấy. Quay là nó nghĩ sáng ấy. Không phải nó không rõ. Em đi quay ấy, nhiều lần mọi người còn bảo là sao ở ngoài nhìn đẹp hơn ở trong anh. Tại vì quay livestream bao giờ cũng bị xấu ấy. Mình chưa chụp ảnh để mấy chị mách bảo sao chụp ảnh không đẹp được bằng như ở bên ngoài ấy. Nhờ quay app thì đẹp hơn. Có sợ thâm quá không kệ, thỏ này, này đồ đen, à đồ tím mà hộp với son tím. Thay đồ đi, đến rồi đấy, test đi.